Trong loạt video đầu tiên chúng ta sẽ nói về công tác xây tường. Đây là một trong những công tác mà không phải dễ, không phải khó. Khó nếu như mình không quản lý được, và dễ cực kỳ nếu như mình biết cách thiết kế và quản lý. Đầu tiên đó là, bây giờ đây là những câu hỏi quan trọng mà bạn cần phải xác định trước khi bạn bắt tay vào công tác tính toán và quản lý khối lượng xây. Câu hỏi thứ nhất đó là, những cái tài liệu cần thiết để tính khối lượng đó là gì? Bởi vì nếu không có là bạn sẽ bị thiếu thông tin. Thứ hai là làm sao để tận dụng được tối đa thông tin. Điều đó nó có nghĩa là gì? Trước công tác xây tường thường có rất nhiều công tác là tính rồi, như vậy mình sẽ tận dụng thông tin đó như thế nào và mình sẽ khai thác nó như thế nào, và những cái thông tin nào đã có sẵn và những cái thông tin nào mình cần phải làm mới, những cái bản thống kê nào cần phải làm mới. Thứ ba là làm sao để không, hầu như nó không là khó nhưng mà nó sẽ ít sai sót, nghĩa là mình sẽ có những biện pháp kiểm tra nào, kiểm tra chéo nào. Và điều quan trọng cốt lõi của công tác tính khối lượng là giải trình. Như vậy thì mình cái phương pháp để mình giải trình như thế nào mà nó mang lại lợi ích cao nhất cho kể cả cho người giải trình và người được giải trình. Và đặc biệt là gì ạ? Là khi thay đổi bằng vải thì sẽ quản lý nó như thế nào? Được chưa? Đây là điều quan trọng. Tiếp theo là ai sẽ sử dụng bản tính của tôi? Điều đó có nghĩa là bây giờ bạn lập ra một bản tính mà ai cũng sử dụng được, có nghĩa là bạn là một người rất đẳng cấp, được chưa? Ai cũng sử dụng được và mục đích gì cũng được. Và cốt lõi là gì ạ? Làm thế nào để tốc độ và tính toán và quản lý khối lượng tăng lên? Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ xem về cái phần về những cái hình ảnh tham khảo thực tế tại dự án. Bởi vì có rất nhiều anh em sau khi tính toán xong đã phát hiện thực tế nó khác. Thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng phần như vậy thì cái phần mà cái hình ảnh thực tế nó như thế nào, và tôi sẽ giải thích dựa vào hình ảnh thực tế này. Đầu tiên đó là gì? Đó là công tác bổ trụ, được chưa? Bổ trụ. Bổ trụ ở đây là như thế này nha. Bổ trụ ở đây ấy, nghĩa là đây những cái vị trí mà nó sẽ được thể hiện trong bản vải, hoặc là có một số bản vải nó không thể hiện thì nó sẽ thể hiện trong spec, được chưa? Vị trí thứ hai đó là vị trí gắn lavabo. Không phải bản vải nào cũng có, được chưa? Nhưng mà đối với một số dự án người ta sẽ làm sẽ có cái vị trí gắn lavabo này, anh em lưu ý. Còn thứ ba đó là gì? Đó là vị trí dàn tường. Đây các bạn để thế này, đây là những cái dàn tường. Thì những cái phần này là gì? Theo gì ạ? Là theo bản vải hoặc spec, lưu ý nha. Spec chính là cái điều kiện kỹ thuật của dự án. Vị trí thứ tư đó là gì ạ? Đây là lớp gạch chèn. Bởi vì thực tế là trong bản vải, nếu như bản vải bình thường thì sẽ không có, nhưng bản vải biện pháp thi công sẽ có. Và như vậy khối lượng này mình sẽ tính như thế nào? Tính bình thường, được chưa? Đối với rất nhiều dự án là các bạn sẽ tính bình thường và phần này không được tính riêng. Tuy nhiên là cái vị trí này là bạn sẽ tính khi mà yêu cầu vật tư phải tính riêng, anh em lưu ý. Được chưa? Và vị trí thứ năm ở đây trong phần xây tường nó có hai yếu tố. Thứ nhất là xây tường đáy đà, thứ hai là xây tường đáy sàn. Thì những vị trí này nè là trong bản vải chỉ có thể hiện, nó lại không phải thể hiện trong bản vải mà nó lại thể hiện ở trong bằng vải kết cấu, được chưa? Thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn từng cách làm thế nào để biết vị trí nào là dưới đáy sàn, vị trí nào là dưới đáy dầm, được chưa? Và lưu ý là tuân theo bằng vải kết cấu. Một tiếp theo là xây tới đáy sàn, tương tự vậy, đúng không ạ? Thì vị trí nào tới đáy sàn là trong một vài kết cấu nó sẽ thể hiện, kiến trúc nó sẽ không thể hiện điều này. Và vị trí thứ bảy đó là phần biện pháp thi công. Thì phần này là trong trường hợp, được chưa? Trong trường hợp mà với một số dự án mà khi bạn tính trong lúc mà quản lý thi công thì bạn mới cần thôi, được chưa? Nhưng có một số trường hợp là anh em tính dự toán cũng cần phần này, phần dàn giáo cho biện pháp thi công, được chưa? Còn tiếp theo đó là một số 8, đó là cửa. Cửa như vậy thì nó sẽ căn cứ vào đâu? Phần cửa này là trong phần thứ nhất ấy, là trong phần ghi chú chung nó cũng có thể hiện, và đặc biệt là nó có một cái bản gọi là bản thống kê cửa nằm trong bộ phận kiến trúc, và trong bộ phận kết cấu là sẽ không có, được chưa? Này là trong bản thống kê cửa. Và như vậy thì và một số 9 đó là gì ạ? Đó là cục thí. Có một số anh em sẽ biết và một số anh em chưa. Đó là những vị trí mà người ta gán cái bản lề của cửa vào, được chưa? Và cái này là thông thường nó là nằm trong spec hoặc là bản vải. Như vậy là sau này khi mà các anh em tính cục thí, các anh em sẽ biết rằng là căn cứ vào những vị trí này. Vị trí số 10 đó là những cái vị trí mà cuốn lên chân. Đây là những vị trí này. Như vậy thì ở này là thông thường là trong bản vải kết cấu. Nó lại rất có một điều đặc biệt là gì? Có một số nơi nó lại thể hiện trong bản vải kết cấu, và có một số nơi là thể hiện trong bản vải kiến trúc. Tuy nhiên là ở đây là nó nặng về kết cấu hơn, anh em lưu ý nha. Cho nên là nó sẽ thể hiện trong bản vải kết cấu. Rồi, kể cả spec, được chưa?
Rồi, và vị trí số 11 đây là gì nè? Đây chính là đây chính là sắc râu. Các bạn để ý thấy là có rất nhiều loại sắc râu. Và ở những vị trí mà sắc râu này là thường ấy là gì ạ? Là nó sẽ được gắn giữa nối giữa cái bổ trụ và tường, được chưa? Và đây là một trong những cái điển hình về đặc sắc râu. Thì ở đâu nó sẽ có cái này? Thì nó có trong băng ngoại spread, được chưa? Và đây là một cái phần mà sắc râu mà theo cái cách mà xây gạch, ví dụ như gạch ACC, thì người ta sẽ sử dụng cái này. Và trong tương lai rất khả năng rất là cao là đối với tường gạch truyền thống mình cũng sử dụng loại này. Rồi, vị trí số 12 đó là gì? Đó là khoan cấy sắc râu, khoan cấy vào sắc bổ trụ. Bởi vì đối với lại sắc râu, được chưa? Thì người ta họ sẽ sử dụng những cái biện pháp thông thường, hoặc là có thể là sử dụng Sika chép đua. Tuy nhiên là đối với lại những cái vị trí mà khoan để cái sắt mà bổ trụ này xuống ấy, thì không phải lúc nào cũng sử dụng Sika chấp đô được, và có một số nơi người ta yêu cầu là sử dụng Hilti, được chưa? Sử dụng Hilti nên lưu ý đấy. Rồi, tới mục số 13 đó là gì? Đó là lâm tô. Lâm tô là điều cực kỳ thú vị, được chưa? Lâm tô là cực kỳ thú vị. Và ở đây là chúng ta sẽ biết rằng là trong phần kiến trúc là bao giờ bạn phải tính luôn phần này. Và đây là tất cả những cái nội dung mà trong công tác xây tường, sau khi mà bạn tính xong công tác xây tường, bạn phải có toàn bộ số liệu của những cái công tác này, được chưa? Đó là nội dung của công tác xây tường. Và với một số phần khác khác là như nào, là ví dụ như vào thực tế gặp thì các em sẽ gặp, được chưa? Đây các bạn sẽ làm thì nó không có khó khăn, nhưng mà đây là cơ bản là đầy đủ, được chưa? Và như vậy thì trình tự các bước thực hiện khi mà tính một công tác khối lượng là bao gồm những gì? Đây là toàn bộ những cái nội dung trong chủ video này, trong bất kỳ một video nào. Thứ nhất là bạn phải làm công tác chuẩn bị, bằng vẽ, bằng thi công, spec, điều kiện kỹ thuật, đúng không ạ? Đầu mục của bill hoặc là cái bản phân tích công việc, work breakdown structure. Và tiếp theo là gì? Đó là một cái form mẫu. Đấy là điều cực kỳ quan trọng, nó quyết định sự thành bại của bạn. Đây, quyết định sự thành bại của bạn. Và tiếp theo là công tác triển khai tính toán. Trước khi triển khai tính toán, bạn sẽ phải làm các công tác như lập các bản thống kê nè. Rồi bạn thiết lập những cái công thức có sẵn trong trong những form mẫu này, rồi bạn tính toán khối lượng. Bắt đầu tính toán thì nó không quá nhạt quá lâu. Nếu như bạn tính toán nó lâu thì có nghĩa là chúng ta đã sai phương pháp. Còn khi bạn tính toán ở tốc độ nhanh và bạn vận dụng được các bản thống kê hay là kể cả những cái điều mà bạn đã chuẩn bị trước đó thì có nghĩa là bạn đang làm đúng phương pháp. Và tiếp theo đó là cái phần tổng hợp kiểm tra. Đấy, kiểm tra như thế nào, dùng những cái bảng biểu như thế nào hay là phương pháp như thế nào để kiểm tra cho nó phù hợp. Và mục tiếp theo là nó có những cái phần là những cái sai lầm thường gặp trong công tác tính toán khối lượng. Đấy, trong công tác tính toán và quản lý khối lượng nó sẽ có những cái phần đó, được chưa? Rồi các khối lượng sử dụng chung, như vậy khối lượng nào sẽ được sử dụng cho những phần nào? Tôi ví dụ như là công tác tô, mình sử dụng khối lượng của phần nào? Ngoài phần xây ra, đúng không ạ? Còn phần cốt pha của cột, dăm sáng, đó, cầu thang. Đấy, rồi các cái ứng dụng, ví dụ như bây giờ bạn thiết kế ra một bản khối lượng mà nó chỉ dùng cho lập dự toán hoặc là chỉ dùng cho công tác thanh toán thì có vẻ như là chúng ta đang lãng phí nguồn lực. Và ở đây là chúng ta phải học cách thiết kế một cái bản tính mà nó phục vụ được tất cả các giai đoạn, từ dự thầu rồi dự toán rồi lập ngân sách rồi lên kế hoạch cung ứng rồi gì đó, quản lý thanh toán, quản lý hao vật tư, quản lý thanh toán A, thanh toán B, được chưa? Là chúng ta sẽ phải biết cái cách ứng dụng của nó. Và mình đưa ra cho nó phù hợp, quản lý các nhà thầu nữa, được chưa? Là các kinh nghiệm khi mà kiểm tra là như thế nào. Rồi, song song với đó nó có một phần gợi ý nữa, đó là bây giờ cái cách tổng hợp khối lượng khi thanh toán cho các nhà thầu là như thế nào, thiết kế dữ liệu như thế nào, được chưa? Và các sai lầm trong thanh toán thường gặp là gì, rồi kinh nghiệm trong công tác quản lý hầu của vật tư gạch xây đó là gì, yếu tố nào nó ảnh hưởng, và một số kinh nghiệm khác. Đây là toàn bộ công tác chuẩn bị cho phần của cái video đầu tiên, được chưa? Rồi như vậy thì phần chuẩn bị bao gồm những phần nào? Thứ nhất là bản vẽ biện pháp thi công, được chưa? Đây là toàn bộ việc bản vẽ là bạn phải biết cái cách làm như thế nào để tối ưu hóa cái năng lực tìm kiếm của bạn bằng cách là gì ạ? Bạn lật cái bục lục ra, bạn sẽ nhìn ở đây nó có những cái ghi chú như này, đúng không? Thì đây là cái tên bản vẽ, được chưa? Thì bạn sẽ tìm đúng cái ô dưới cùng ấy, ô dưới cùng của bản vẽ sẽ có cái tên này, lật ra đó mà kiểm tra. Và bạn trước khi nói về
phần kiểm soát bằng vẽ là bạn phải đọc mục lục trước, được vậy, giống như đọc một cuốn sách, mình xem mục lục thử là cái phần nào nằm ở trang nào để sau này mình lật cho nó nhanh chứ không có là lật lung tung, được chưa? Thứ hai đó là bằng vẽ biện pháp thi công để làm gì. Thứ nhất là mình biết một cái lưu đồ như thế này, là một người làm quản lý chi phí bạn sẽ biết cái, bạn phải biết cái phương pháp thi công để làm gì, để sau này bạn biết rằng là đây là những cái công tác nào, bạn hãy nhìn vào đây và bạn sẽ biết, ví dụ như đây công tác chuẩn bị đúng không ạ, đất đai, rồi công tác xây chân nè, được chưa, ở khuôn rau nè, rồi thả lều nè, thả giỏi ấy, được chưa, rồi tới đoạn xây, được chưa. Ở đây nó còn thiếu gì ạ, nó còn thiếu một số cái mà liên quan tới cái phần mà thi công lăn tô bổ trụ các kiểu, nhưng mà chúng ta phải biết điều này, được chưa. Có cái phần khuôn rau này nên lưu ý, đây là một bằng vải biện pháp thi công điển hình. Vừa dựa vào đây các người thợ có thể xây được, nhưng mà chúng ta phải có phần bằng vải biện pháp thi công. Rồi các cái công tác chuẩn bị, đây là phần ghi chú chung. Ghi chú chung là một trong những điều đầu tiên bạn phải làm trước khi triển khai bất kỳ phần nào. Trong ghi chú chung là nó có rất nhiều thông tin. Như vậy thông tin nó gồm có gì? Thông tin về lăn tô, đúng không ạ? Thông tin về chân của cái kích thước của cái chân tường. Bởi vì căn cứ vào những cái thông tin này ấy, chúng ta sẽ lập ra những cái bảng thống kê, và những cái bảng thống kê này chính là cơ sở ban đầu để tự động hóa công tác tính toán, được chưa? Và như vậy những cái bản vẽ mà lập ra thì nó quan trọng như thế nào? Ví dụ như là bản vẽ ghi chú chung này, ý nghĩa của nó là phục vụ cho các ghi chú chung là phục vụ cho công tác tính khối lượng. Ví dụ như là các cái ký hiệu tường, đúng không ạ? Tường lọ gạch gì, là kích thước từ 100 hay 200, hay là tường lọ gì nữa, là quy cách cho lăn tô bổ trụ dàn tường, được chưa? Rồi các cái bản thống kê, mình sẽ có được những cái bản thống kê này và các ghi chú khác. Và bản vẽ gồm có thứ hai là bản vẽ kiến trúc, thì bao gồm là bạn phải có một cái mặt bằng tường, đó là mặt bằng để mà bạn biết được là vị trí ở tường là như thế nào, chỗ nào 100, chỗ nào 200, đúng không ạ? Và đặc biệt ở đây là gì nè, nó có thêm gì nè, nó có thêm bản thống kê cửa nằm ngay đây, để cho anh em lưu ý. Rồi có gì nè, chiều cao tầng, bạn phải có chiều cao tầng để trừ cho chiều cao của sàn hoặc là dầm nó ra cái chiều cao của tường xây. Rồi chưa kể là gì, mình đọc được cái cấu trúc của phần bản vẽ, ở trong đó là gì, bản vẽ kết cấu, đúng không ạ? Mình dùng để thống kê các cái đối tượng như cột, vách, dầm, sàn để sau này mình trừ lại để trả được kích thước các cái đối tượng liên quan đến cột, vách, dầm, sàn. Ví dụ như bạn tính khối lượng của tầng 2 thì bạn phải biết là cái chiều cao của dầm và sàn tầng 3 là như thế nào, mình trừ lại. Và với bằng vẽ biện pháp thi công nếu có thì mình sẽ được về mình đọc cái chi tiết của nó, ví dụ như là lăn tô như thế nào, bổ trục như thế nào, rồi con cây sắc râu như thế nào. Đấy, thì đó là những cái phần cần thiết, được chưa? Rồi trong phần công tác chuẩn bị nó có phần gì ạ? Tức là đầu tiên trước khi tính toán khối lượng bạn phải làm gì? Bạn phải lập, một là các bạn phân tích công việc, còn hai nữa là gì ạ? Còn hai là cái yếu tố. Bởi vì nếu như bạn không có hai cái này dẫn hướng thì bạn sẽ bị mất định hướng, được chưa? Thì đây nó có hai cái tôi tạm gọi là nước trong và nước ngoài, được chưa? Nước trong là dự toán nhà nước theo vốn ngân sách nhà nước thông thường, thì nó sẽ có những cái thông tin đây. Ở đây bạn lưu ý là tên công việc, được chưa? Thứ nguyên của nó, đây là mấy khối, được chưa? Và đây là một cái dự toán nước ngoài, được chưa? Dự toán nước ngoài là cái dự án vốn tư nhân, thì nó bao gồm gì ạ? Là bao gồm BQ, bao gồm gì ạ? Nó bao gồm cái division, là cái nghĩa là cái cấu trúc của cái BQ ấy. Thì ở đây các bạn lưu ý nè, tường 100 này, tường 100 đúng không, tường 150 nè, đấy tường 150 nè, đúng không ạ? Nhưng mà cái kiểu là đây giống nhau, cái này trên mái thôi, thì chờ các bạn để ý thấy nha, bởi vì mỗi nơi như vậy người ta có một phân tích khác nhau, cái này trên mái còn cái này bình thường, tường 200. Và được điều đặc biệt quan trọng là thứ nguyên nó khác. Cho nên là khi bạn tính khối lượng mà bạn không biết cái đáy của mình ấy, thì bạn sẽ rất là nguy. Cho nên trước khi tính buộc phải lập view ra, hoặc là cái bản phân tích công việc ra để mình làm, để theo cho nó đúng hướng, định hướng ngay từ đầu thì không mất công tổng hợp, được chưa? Rồi một cái form mẫu dùng để tính khối lượng thì tôi biết là có rất nhiều anh em biết về các bạn tính khối lượng thông thường như thế này, nhưng tôi gọi đó là kiểu gì ạ? Kiểu truyền thống, được chưa? Và bây giờ chúng ta phải thay đổi cách làm đi. Để làm gì? Bởi vì đây là một cái bản tính mà chỉ dùng trong mỗi giai đoạn thôi, thì bây giờ làm thế nào? Thì chúng ta sẽ có một cái format gọi là kiểu hiện đại, vô cùng hiện đại. Nghĩa là gì? Chúng ta sẽ phải thiết lập một bản tính mà ở đó chúng ta dùng được qua rất rất nhiều giai đoạn, và công tác kiểm tra tổng hợp cực kỳ thuận lợi. Đó là điều mà anh em mình cần phải quan tâm. Đấy, thì đây là một trong những điều mà anh em mình hết sức lưu ý. Và cái này nó không mất nhiều thời gian như bạn nghĩ, nó vẫn giống như cách làm như thế này, nhưng mà
nó thêm những cái thông tin này, và những cái thông tin này thông thường là mình sẽ điền vào nó sau khi mình làm xong trong vòng một nốt nhạc, anh em lưu ý nha, được chưa? Rồi, đây là xong phần 1, cho nên là nếu như mà anh em đang xem trên public thì nhớ share, like và nhớ follow, được chưa? Để nhận được nhiều giá trị hơn. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Đây là chủ đầu tiên, đây là video đầu tiên trong phần xây tường. Chúng ta sẽ còn hai video nữa trong phần xây tường này. Chúc các bạn thành công.